Vâng, xin chào các quý vị khán giả đã trở lại với kênh YouTube VC Home. Và theo yêu cầu của các quý vị khán giả thì rất nhiều quý vị đang mong muốn có được những cái thông tin của những ngôi nhà có giá trị rẻ này, vừa rẻ vừa đẹp, và đặc biệt là với khuôn viên đất không quá rộng. Thì ngày hôm nay Thu Trang sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý vị một mẫu nhà vườn có diện tích vừa phải, rơi vào 120m² sử dụng. Đặc biệt hơn là với cái chi phí cực kỳ là hợp lý, nên là quý vị đừng bỏ qua mẫu nhà ngày hôm nay quý vị nhé. Và theo thường lệ thì trước tiên đến với mẫu nhà này thì Thu Trang sẽ giới thiệu qua về VC Home. VC Home là đơn vị thiết kế và thi công trọn gói trên khắp 63 tỉnh thành, nên là dù cho quý vị đang ở miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam thì cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số hotline để các kiến trúc sư sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý vị. Ngoài ra VC Home sẽ có rất nhiều các trang thông tin để cho quý vị tham khảo cũng như là chiêm ngưỡng các mẫu nhà. Kênh TikTok của VC Home là kênh chia sẻ rất nhiều các mẫu nhà đang hot và thịnh hành cho quý vị. Kênh YouTube VC Home sẽ là toàn bộ tất cả các thông tin chi tiết công trình quý vị yêu thích và được xem trên TikTok. Fanpage và website của VC Home sẽ đầy đủ tất cả các hoạt động cũng như các công trình chúng tôi đã và đang thi công, thiết kế, nên là quý vị có thể liên hệ trực tiếp với VC Home để chúng tôi tư vấn cho quý vị bất kể những cái vấn đề gì liên quan đến xây dựng quý vị nhé. Quay trở lại ngày hôm nay thì Thu Trang sẽ giới thiệu đến quý vị một mẫu nhà vườn, như Thu Trang đã chia sẻ là một mẫu nhà vườn có diện tích khá là vừa phải, và đặc biệt hơn là chi phí cũng rất là rẻ nữa. Chưa đến 1 tỷ chúng ta đã sở hữu ngay một căn nhà vườn với diện tích sử dụng 120m². Ở đây ạ, hôm nay sẽ là công trình nhà anh Thuận được VC Home thiết kế tại Mê Linh, Hà Nội quý vị nhé. Đây là công trình được nằm trên khuôn viên đất rơi vào chưa đến 200m². Quý vị có thể thấy mặt bằng tổng thể ở công trình này. Chiều dài đất, chiều ngang đất ở đây thì rơi vào 14m, và chiều sâu rơi vào 13m quý vị nhé. Và đây sẽ là mặt bằng của công trình. Đương nhiên rồi, với một diện tích nho nhỏ như thế này mà muốn xây nhà vườn thì chúng ta sẽ cần có cái sự tính toán rất là kỹ càng. Và chủ đầu tư thì đã kết hợp với các kiến trúc sư để thống nhất đưa ra các phương án bố trí cho hợp lý. Và như quý vị có thể quan sát trên mặt bằng tổng thể thì có thể thấy là ngoài cái không gian ở thì chúng tôi còn bố trí thiết kế cho chủ đầu tư những cái không gian sân vườn xung quanh nữa, để đảm bảo cho ngôi nhà vườn của chúng ta đủ các không gian để sử dụng cũng như là đủ các công năng để cho chủ đầu tư có thể thoải mái, giúp các thành viên trong gia đình có thể thoải mái dễ dàng sinh hoạt hơn. Ở khi mà bước chân từ bảo cổng, chúng ta sẽ nhìn thấy phía bên tay phải đây sẽ là một khu vườn nho nhỏ, đúng không ạ? Có một cái khu vườn nhỏ xinh như thế này chắc chắn đó là một điểm cộng rất là lớn cho công trình nhà chúng ta. Tiếp theo chúng ta sẽ điểm qua một chút về những cái đặc điểm bên ngoài công trình trước quý vị nhé, rồi chúng ta sẽ đến công năng. Công trình ngày hôm nay thì được thiết kế với công năng là hai phòng ngủ, phòng khách và đủ phòng bếp ăn, phòng thờ. Thì như quý vị có thể quan sát được là bên ngoài công trình là mang theo phong cách hiện đại, rất là đơn giản thôi, sự kết hợp giữa các hình khối vuông vức khá là chặt chẽ. Và đặc biệt hơn đó chính là cái sự đơn giản này sẽ đóng góp cái phần sang trọng cho công trình. Chúng ta không cần thiết phải quá cầu kỳ, chú trọng cho đến những cái việc làm chi tiết vào chỉ. Chính vì thế mà công trình này khi mà nhìn từ xa hoặc là nhìn từ hình ảnh thực tế mà chúng tôi đã ghi lại thì công trình này thực chất là rất là nổi ở cái vùng này rồi. Và đây ạ, khi mà chúng ta chọn hình thức mái nhật cho công trình này thì thứ nhất là nó sẽ phù hợp với cái phong cách hiện đại mà chủ đầu tư lựa chọn. Thứ hai là tiết kiệm chi phí hơn, với cái hệ thống mái nhật thì chúng ta thi công sẽ dễ dàng hơn này, nhanh chóng hơn và tiết kiệm hơn so với lựa chọn mái thái quý vị nhé. Và ở đây thì với lối tiếp cận là hai lối tiếp cận thì các kiến trúc sư đã bố trí cái phần sảnh được trải dài theo cái hướng hông nhà, được trải dài theo cái hướng hông nhà như thế này thì dễ dàng kết nối giao lưu giữa không gian bên ngoài và không gian bên trong hơn, và di chuyển sinh hoạt lại thuận tiện hơn nữa. Chúng ta có tận hai lối tiếp cận cho một công trình nhỏ như thế này quý vị ạ. Cái phần mặt tiền như thế này thì các kiến trúc sư cũng đã bố trí hệ thống vách kính và cửa kính trượt ngang. Với việc sử dụng hệ thống cửa kính trượt ngang như thế này sẽ tiết kiệm diện tích bên trong công trình, và đồng thời là sẽ giúp cho cái độ mở của ngôi nhà sẽ được tăng lên quý vị nhé. Khi mà chúng ta bước chân vào bên trong mà có cái phần cửa kính mở ra này, mở cái phần rèm ra thì chắc chắn là bên trong không gian nhà mình sẽ rất là sáng và lưu thông không khí nó sẽ tốt hơn nữa quý vị nhé.
Từ cốt sân lên cốt sàn ở đây đã được sử dụng hệ thống tam cấp thì khá là vừa phải phù hợp với bố cục chiều cao công trình. Và như Tu Trang đã chia sẻ rồi ạ, với một công trình nhỏ như thế này mà có cái phần khu vườn bên ngoài nữa thì chắc chắn là cái phần tổng thể sẽ là cái phần các chủ đầu tư rất là yêu thích cho cái công trình mà nằm trên khuôn viên đất vừa phải như thế này, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ cùng ngắm cái phần công năng tiếp của công trình này quý vị nhé. Với bố cục công năng được chia ra là hai phòng ngủ này, có phòng khách, phòng thờ và bếp ăn này, thì cái lối tiếp cận đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phòng khách. Phòng khách ở đây sẽ là không gian kết hợp với phòng thờ luôn quý vị nhé. Khi mà chúng ta bước chân vào trong là chúng ta nhìn thấy luôn cái vị trí phòng thờ để tăng cái phần cảm giác ấm cúng này cũng như là thiêng liêng. Về đến nhà là thấy tổ tiên rồi đúng không ạ? Và đặc biệt hơn là ở vị trí phòng khách như thế này chính là cái vị trí mà được kiến trúc sư đặt cái phần cửa trượt ngang mà Thu Trang vừa mới chia sẻ. Chính vì thế mà từ phòng khách chúng ta có thể thấy là được phóng tầm mắt ra ngoài rất là dễ dàng. Ở đây sẽ là một nơi chào đón khách khá là lý tưởng. Và tiếp theo, bộ bàn ghế cũng được chủ đầu tư lựa chọn phù hợp với không gian cũng như là với diện tích ở tại đây. Diện tích ở đây rơi vào 35m2. Chính vì thế mà chúng ta cũng chỉ cần lựa chọn những cái bộ bàn ghế nhỏ xinh thôi, nó sẽ vừa phải chứ không cần quá lớn. Khi mà đi di chuyển từ phòng khách vào bên trong thì sẽ là không gian của hai phòng ngủ này. Với hai phòng ngủ có diện tích không nhỏ quá đâu ạ. Phòng ngủ này lên đến gần 15m2. Hai phòng ngủ có bố trí và diện tích tương tự nhau quý vị nhé. Và từ hai phòng ngủ này còn thêm một cái cửa để chúng ta có thể đi ra ngoài sân sau được. Vậy là khu đất ở đây chúng ta có thể di chuyển dễ dàng xung quanh nhà được rất là thuận tiện quý vị ạ. Tiếp theo, không gian cuối cùng đó chính là không gian bếp ăn. Không gian bếp ăn ở đây rơi vào diện tích là 22m2, cũng vừa đủ để chúng ta có thể đặt được bộ bàn ăn 6 ghế ở đây quý vị nhé. Ngoài ra thì cái phần bếp ăn sẽ dành ra một khoảng để chủ đầu tư có thể đặt tiểu cảnh cũng như là theo ý thích, đặt cây cảnh hoặc là chậu cảnh gì đó. Tại đây thì chúng tôi đã bố trí thêm cái phần giếng trời lấy sáng rất là tốt này. Khi mà có cái phần giếng trời này thì không gian bếp ăn không cần bật điện thì cũng đã rất là sáng rồi. Từ không gian bếp ăn chúng ta sẽ di chuyển đến cái phần sân rửa kết hợp luôn với vệ sinh chung của công trình. Diện tích cũng rất là rộng. Cái phần sân rửa này thì hoàn toàn sẽ có nhiều cách trang trí để chủ đầu tư có thể thích mắt hơn này. Ví dụ như ở đây, trên hình ảnh thực tế quý vị có thể quan sát được là chúng tôi bố trí những cái phần gạch xám như thế này, có những cái phần cây xanh làm điểm nhấn nữa. Nhìn công trình của chúng ta không chỉ là cái không gian sân rửa đâu mà nhìn cái tổng thể cũng rất là ăn khớp. Rồi ạ, từ bếp ăn sẽ có một lối di chuyển trực tiếp luôn ra cái phần sảnh ngoài sân nha quý vị nhá. Rất là thuận tiện. Và như Thu Trang đã chia sẻ ở đầu video thì đây là một công trình có diện tích nhỏ, vừa và nhỏ nên là cái chi phí cũng rất là hợp lý. Chỉ đến hơn 700 triệu là chúng ta đã sở hữu một căn nhà, chưa tính nội thất quý vị nhé. Nội thất thì tùy từng gia đình thôi ạ. Nếu mà chúng ta có điều kiện sắm đầy đủ thì cũng đâu đó gần 800 triệu, hoặc là chúng ta chỉ cần cơ bản như công trình hiện tại thôi thì chúng ta đã có thể sở hữu ngay một ngôi nhà có chi phí rất là hợp lý. Nếu quý vị đang có mong muốn sở hữu một công trình đẹp như thế này và khuôn viên đất cũng tương tự như thế này, quý vị có thể để lại số điện thoại hoặc liên hệ ngay với hotline của chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn hỗ trợ quý vị một cách trực tiếp nhất. Còn bây giờ Thu Trang xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo quý vị nhé. Xin chào ạ.